review cả thế giới kẹo hộp thiếc vịt Donan vì cái hộp thiếc này cực kỳ là đẹp luôn nên mình sẽ để dần uống nước uống nước trong hộp này thì thấy hay hay cũng khá là ngon ăn với kẹo chua chua ngọt ngọt nữa quá là đã luôn